Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình tuổi trẻ Yên Bái chung tay phòng chống dịch Covid-19 do đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động, chiều ngày 4 tháng 12, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ 360 Plus Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu vực cách ly và nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ 360 Plus Hà Nội đã đến thăm và trao các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, tri đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Công ty Cổ phần Công nghệ 360 Plus Hà Nội đã trao 5.000 mũ trắng giọt bắn, khẩu trang cùng hàng chục thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của tri đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trung tay góp sức cùng chính quyền địa phương và các cấp trong công tác phòng dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới